rất tốt. Cơ hội dứt điểm không vào, và như vậy đã có bàn thắng mở tỷ số cho cao thủ U23 Myanmar. Rất bất ngờ. Trong một tình huống phản công rất nhanh, cao thủ U23 Myanmar đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu này. Và người lập công cho U23 Myanmar đó là cầu thủ áo số 9 Yuakoko. Có lẽ sự chủ quan đã khiến cho cao thủ U23 Malaysia gặp phải bàn thua trước. Một pha phản công cũng nói là khá sắc sảo của cao thủ U23 Myanmar. Sau hai pha dứt điểm thì lưới của U23 Malaysia đã bị rung lên. Rất nguy hiểm. Cơ hội không vào. Cơ hội rất tốt vừa rồi được dành cho Sarulawari. Thế nhưng đã cao thủ Myanmar. U23 Myanmar đang thi đấu rất tự tin. Cơ hội không vào. Vừa rồi là một tình huống mà cầu thủ Mao số 17 Fandi bên phía U23 Malaysia đã không hề việt vị. Tuy nhiên ở trong tình huống đối mặt với khung thành của U23 Myanmar, Fandi lại dứt điểm đi trên cột dọc. Rất đáng tiếc. Đó là một đánh đầu không vào. Đó là một quả phạt góc rất chính xác. Tuy nhiên ở tình huống băng vào sau đó, Gurusami đã không thể tiếp bóng một cách chính xác hơn. Một cơ hội rất tốt để cầu thủ Mao. Vẫn là bad boy. Điều bóng vào rất nguy hiểm. Như vậy tỷ số đã được quân bình cho cao thủ U23 Malaysia. Vừa rồi là một thoáng sơ sẩy của hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ, và họ đã phải trả giá bằng bàn quân bình tỷ số rất nhanh. Người vừa ghi bàn thắng quân bình tỷ số đó là cầu thủ Mao số 19 Sarulawari. Như vậy cách biệt mong manh mà cao thủ U23 Myanmar đã tạo ra trong hiệp 1 đến lúc này đã bị san bằng. Cơ hội có vào không? Không vào. Thế nhưng sau đó bóng đã được đưa vào trong khung thành của U23 Myanmar. Cuối cùng thì cao thủ U23 Malaysia cũng đã có được bàn thắng để nâng tỷ số lên thành 2-0 sau rất nhiều những nỗ lực. Như vậy người lập công đó là Batiat Meron. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 cho U23 Malaysia. Hai pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ áo số 9